người có vận mệnh lớn những dấu hiệu rất rõ ràng điều thứ nhất ý thức rõ ràng về mục đích của mình những cá nhân có vận mệnh lớn thường có ý thức rõ ràng về mục đích và định hướng trong cuộc sống của mình họ được thúc đẩy bởi niềm đam mê sâu sắc và niềm tin để tạo ra tác động tích cực đến thế giới điều thứ hai khả năng phục hồi khi đối mặt với thử thách những người có vận mệnh lớn thể hiện khả năng phục hồi đặc biệt khi gặp trở ngại và thất bại. Họ xem thử thách chính là cơ hội để phát triển và học hỏi. Đồng thời họ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Điều thứ ba, họ có phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh. Những người có vận mệnh lớn thường sở hữu tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Họ có khả năng truyền cảm hứng và động viên người khác Họ thường được coi là hình mẫu của người khác và có tầm nhìn rất sâu rộng. Điều thứ tư, những người có vận mệnh lớn thường có trực giác rất mạnh mẽ và tầm nhìn xa nhài bén. Họ có thể nhìn xa hơn thời điểm hiện tại và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu dài hạn của họ. Điều thứ năm, tài năng hoặc kỹ năng phi thường. Những cá nhân có vận mệnh lớn thường sở hữu những tài năng hoặc kỹ năng phi thường trong một lĩnh vực cụ thể họ xuất sắc trong lĩnh vực đã chọn và có khả năng độc đáo để tạo ra tác động đáng kể bằng khả năng của mình điều thứ sáu họ ảnh hưởng tích cực đến người khác những người có vận mệnh lớn đều có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh họ truyền cảm hứng cho người khác phấn đấu đạt đến sự vĩ đại và giúp họ khai phá tiềm năng của chính mình. Điều thứ bảy, niềm tin vững chắc vào bản thân. Người có vận mệnh lớn có niềm tin vững chắc vào bản thân mình. Họ tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin theo đuổi ước mơ, ngay cả khi đối mặt với sự nghi ngờ hay chỉ trích. Người có vận mệnh lớn phải trải qua những khó khăn, thử thách để rèn luyện và phát triển kỹ năng, năng lực của mình. Những khó khăn này Đóng vai trò là cơ hội để trưởng thành, học hỏi và phát triển tính cách. Chúng giúp các cá nhân xây dựng khả năng phục hồi, quyết tâm và kiên trì. Đó là những phẩm chất cần thiết để đạt được sự vĩ đại. Nhiều cá nhân thành công có những đóng góp đáng kể cho xã hội đã phải đối mặt với vô số trở ngại trên con đường đi đến thành công. Những thách thức này có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như thất bại, bị từ chối, hoặc thậm chí là những khó khăn cá nhân. Tuy nhiên, họ coi những trải nghiệm này là những bài học quý giá và là bước đềm hướng tới mục tiêu cuối cùng của mình. Bằng cách vượt qua những khó khăn này và rèn luyện kỹ năng của mình, những cá nhân có vận mệnh lớn có thể trao dồi kỹ năng, đào sâu kiến thức và có được kinh nghiệm cần thiết để phát huy hết tiềm năng của mình. Họ hiểu rằng thành công không đến dễ dàng, và sự kiên trì cống hiến là điều cần thiết để đạt được mục tiêu điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù khó khăn có thể là một phần của hành trình hướng tới sự vĩ đại nhưng chúng không phải là yếu tố quyết định duy nhất chính sự kết hợp giữa tài năng niềm đam mê và sự chăm chỉ ý thức về mục đích cuối cùng đã dẫn dắt những cá nhân có vận mệnh lớn đạt được những điều phi thường những cá nhân có vận mệnh lớn thường có xu hướng rất giàu lòng nhân ái. Họ có sự đồng cảm và quan tâm sâu sắc đến người khác. Đồng thời họ thực sự quan tâm đến việc tạo ra tích cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Lòng trắc ẩn là đặc điểm then chốt thúc đẩy những cá nhân có vận mệnh vĩ đại sử dụng tài năng, kỹ năng và ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những người khác. Họ hiểu mối liên kết giữa nhân loại và nhận ra tầm quan trọng của việc nâng cao tinh thần và hỗ trợ người khác trong hành trình của họ những cá nhân này thường tham gia vào các hành động tử tế từ thiện hoặc hoạt động xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội và giảm bớt đau khổ của người khác họ có thể cống hiến cuộc đời mình cho các mục đích như công bằng xã hội bảo tồn môi trường chăm sóc sức khỏe giáo dục hoặc xóa đói giảm nghèo lòng trắc ẩn cũng đóng một vai trò quan trọng trong phong cách lãnh đạo của họ họ lãnh đạo bằng sự đồng cảm hiểu biết và mong muốn thực sự để trao quyền và nâng đỡ người khác họ tạo ra môi trường thúc đẩy sự hợp tác hòa nhập và phát triển cá nhân bằng cách thể hiện lòng trắc ẩn những cá nhân có số phận vĩ đại sẽ truyền cảm hứng cho những người khác cũng đón nhận sự đồng cảm và lòng tốt những hành động nhân ái của họ có tác động lan tỏa, tạo ra tác động tích cực vượt xa phạm vi ảnh hưởng trước mắt của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là, mặc dù lòng trắc ẩn thường gắn liền với những cá nhân có vận mệnh vĩ đại, nhưng đó là một phẩm chất mà bất kỳ ai cũng có thể trao dồi và thực hành. Đó là một sức mạnh rất lớn, có khả năng biến đổi cuộc sống và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người lòng dũng cảm thường là đức tính gắn liền với những cá nhân có số phận vĩ đại việc theo đuổi một mục đích quan trọng hoặc hoàn thành một sứ mệnh đáng chú ý thường đòi hỏi phải bước ra ngoài vùng an toàn của mình chấp nhận rủi ro và đối mặt với thử thách bằng lòng can đảm sự dũng cảm có thể biểu hiện theo những cách khác nhau đối với những người khác nhau nó có thể liên quan đến việc vượt qua nỗi sợ hãi đứng lên vì lẽ phải thực hiện những hành động táo bạo hoặc kiên trì khi đối mặt với nghịch cảnh những người có vận mệnh lớn thường có đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ của mình ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại hay sự không chắc chắn dũng cảm là khả năng hành động bất chấp nỗi sợ hãi đó là phẩm chất cho phép các cá nhân vượt qua giới hạn của mình chấp nhận sự không chắc chắn và chấp nhận những điều chưa biết nó đòi hỏi sự kiên cường quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với những hậu quả tiềm tàng từ hành động của một người tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là chỉ lòng dũng cảm thôi thì chưa đủ để hoàn thành sứ mệnh của một người nó phải được kết hợp với những phẩm chất khác như là trí thông minh sự kiên trì khả năng thích ứng và ý thức mạnh mẽ về mục đích của mình hành trình hướng tới một vận mệnh vĩ đại thường đầy rẫy những thử thách và thất bại và chính nhờ lòng dũng cảm và sự kết hợp của những phẩm chất khác mà các cá nhân có thể vượt qua những trở ngại này và cuối cùng đạt được mục tiêu của mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại